Xin chào tất cả các bạn. Mới gần đây, Bom Tấn Vua Sư Tử phiên bản live action của Walt Disney Pictures đã được khởi chiếu. Một miền ký ức về thế giới hoang dã của bao nhiêu người lại được quay về, chân thật hơn và hấp dẫn hơn. Vậy để có những thước phim tuyệt vời như vậy, nhà sản xuất đã phải làm gì? Hãy cùng ống kính hậu trường tìm hiểu nha. Vua Sư Tử, tên tiếng Anh là The Lion King, là một bộ phim điện ảnh chính kịch Mỹ. Phim cho tuổi mới lớn của đạo diễn John Favreau được sản xuất bởi Walt Disney Pictures dựa trên một bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1994. Bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, chi phí thực hiện chỉ 45 triệu USD nhưng doanh thu toàn cầu lên tới 968 triệu USD thời bấy giờ. Phim đoạt một giải Quả Cầu Vàng và hai giải Oscar. Đây là phiên bản tái phát hành người đóng 3D hay còn gọi cách khác là bản làm lại. Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Walt Disney Pictures đã xác nhận rằng John Favreau, người đã làm nên thành công của Jungle Book, Cậu Bé Rừng Xanh năm 2016, bộ phim hoạt hình đã đoạt doanh thu tới 966 triệu USD toàn cầu, sẽ làm chỉ đạo cho bản remake của bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử năm 1994. Giữa năm 2017, bộ phim bắt đầu được đưa vào sản xuất tại Los Angeles, California. Tới ngày 9 tháng 7, theo giờ Mỹ, The Lion King, Vua Sư Tử phiên bản live action đã có màn ra mắt đầu tiên tại Los Angeles, Mỹ. Và đến nay, ngày 19 tháng 7 năm 2019, bộ phim chính thức ra mắt tại các rạp của Việt Nam. Ngay từ trước khi kịch bản được hoàn thành, với mong muốn khắc họa những nhân vật thân quen như Simba, Nala và Mufasa một cách chân thật nhất, đạo diễn John Favreau và các nhà làm phim đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu hành vi của các loài động vật, thực hiện những chuyến thám hiểm ngay tại những khu rừng rậm châu Phi ở Kenya và Nairobi. Đoàn làm phim đã có cơ hội quan sát tận mắt những loài sinh vật sẽ xuất hiện trong phim, ghi lại vô số những tư liệu về màu sắc, âm thanh của rừng xanh. Sau khi bộ phim này được trình chiếu ở Mỹ, đã có rất nhiều lời khen ngợi hết nấc cho bộ phim này, ví dụ như phóng viên mảng điện ảnh Adam Bivari BuzzFeed sau khi xem phim đã viết: The Lion King là một trải nghiệm mang tính bước ngoặt về mặt thị giác. Tôi chưa bao giờ được xem một bộ phim nào giống như vậy, mà tôi nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cách chúng ta xem phim mãi mãi. Trong khi đó, phó ban giải trí của tin IGN lại nhận xét: về mặt hình ảnh, bộ phim này thật đáng kinh ngạc. Một thành tựu kỹ thuật tuyệt vời khiến người ta có cảm giác như đang xem một bộ phim tài liệu tự nhiên vậy. Cô bày tỏ, không quên khen ngợi, đây chính là một bộ phim rất cảm động. Tổng biên tập của chuyên trang giải trí Collider viết: cô đã may mắn được tham dự các sự kiện ra mắt toàn cầu của nhiều bộ phim, nhưng không chắc rằng mình đã từng nghe nhiều tiếng vỗ tay như tối nay. Khi xem The Lion King hay không, giống như đang ở một show nhạc rock vậy. Bộ phim này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nghe những lời nhận xét này, chắc hẳn mọi người cũng đang rất tò mò về bộ phim phải không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những kỹ thuật nào được nhà sản xuất sử dụng trong bộ phim này nha! Vương quốc Pride Rock được tái hiện trong công nghệ CGI tân tiến nhất. Trong quá trình dựng phim, Favreau đã áp dụng những bước tiến vượt bậc trong công nghệ làm phim nhằm kết hợp với những kỹ thuật xử lý live action với những hình ảnh được tạo ra từ đồ họa máy tính hay còn gọi là CGI. CGI là từ viết tắt của Computer Generated Imagery, hay còn tạm dịch là công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Đây là một ứng dụng của đồ họa máy tính nhằm tạo ra hoặc sửa đổi hình ảnh trong nghệ thuật phim, chương trình truyền hình, sản phẩm thương mại trên truyền hình và cả công nghệ mô phỏng. Walt Disney đã thành công khi sử dụng công nghệ này, không chỉ tạo ra những con vật với đồ họa, hình dáng, khuôn mặt, cử chỉ y như thật, mà nhà sản xuất còn chăm chút cho từng chi tiết, khiến cho khán giả cảm thấy như mình đang lạc vào muôn thú của cánh rừng châu Phi vậy. Công nghệ CGI có thể tạo ra các bức tranh phong cảnh trông rất tự nhiên, giúp các kiến trúc sư hoạt họa trực quan một không gian cụ thể và có thể đi trong không gian ấy với độ tương tác cao. Ngoài ra còn có thể tái tạo lại hình ảnh quá khứ của công trình kiến trúc lịch sử. Công nghệ CGI còn có thể mô phỏng hình ảnh của vải và da. Vì vậy không lạ nếu bạn để ý kỹ, lông của vua sư tử Simba còn bay theo gió. Ngoài ra công nghệ CGI này còn có khả năng tạo ra cả thế giới ảo, khiến cho sự sáng tạo của con người trở nên không có giới hạn. Công nghệ CGI được áp dụng cho rất nhiều bộ phim trước đó và đem lại thành công vô cùng to lớn cho những bộ phim sau này như The Black Hole năm 1973, The Perfect Storm vào năm 2000,
War of the Worlds 2005, King Kong 2005, The Day After Tomorrow 2004 và còn rất nhiều bộ phim khác nữa. Tiếp theo là công nghệ 4K Ultra HD. Ngày nay chúng ta đã quá quen thuộc với cụm từ Full HD hay là 1920x1080. Đây là độ phân giải đã có mặt trên rất nhiều TV, màn hình máy tính, laptop và mới đây là smartphone và tablet. Nếu như bạn lấy 1920 pixel chiều dài nhân với 1080 pixel chiều rộng, chúng ta sẽ có được khoảng 2 triệu điểm ảnh, tức 2 megapixel. Tuy nhiên, có một độ phân giải mới hơn nữa. Một độ phân giải có thể mở ra một kỷ nguyên kế tiếp của nội dung và hình ảnh độ nét cao, đó là 4K hay còn gọi là Ultra HD, với số điểm ảnh lên đến 8 triệu, tức gấp 4 lần Full HD. 4K hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm cao cấp hơn và sắc nét hơn. Hiện nay, các nhà sản xuất hầu như đều sử dụng công nghệ 4K Ultra HD để có thể mang lại hình ảnh chất lượng nhất tới khán giả. Ngoài ra, với các công cụ thực tế ảo hiện đại đã cho phép Pharaoh có thể đặt bước chân lên những bối cảnh và tính toán các góc quay như thể ông đang có thể dạo bước ở châu Phi cùng với Simba. Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo, tiếng Anh gọi là Virtual Reality, viết tắt là VR. Việc sử dụng công nghệ máy tính này để tạo ra một môi trường giả lập không giống như giao diện người dùng truyền thống. VR đặt người dùng vào trong một trải nghiệm, thay vì xem một màn hình trước mặt họ, người dùng đắm chìm vào và có thể tương tác với thế giới 3D bằng cách mô phỏng càng nhiều giác quan càng tốt, chẳng hạn như thị giác, thính giác, xúc giác và thậm chí là mùi. Các thành phần dễ nhận biết của thực tế ảo đó là màn hình gắn trên đầu, viết tắt là HMD, con người là sinh vật trực quan và công nghệ hiển thị thường là điểm khác biệt lớn nhất giữa các hệ thống thực tế ảo nhập vai và giao diện người dùng truyền thống. Điều đặc biệt ở bộ phim này là không phải sử dụng một kiểu xem phim 3D mà áp dụng vào cảnh quay, khiến các cảnh quay xác thực nhất. Một công nghệ tiên tiến tiếp theo được nhà sản xuất phim sử dụng đó là công nghệ ghi hình chuyển động, tiếng Anh là Motion Capture hay còn gọi là mocap. Đây là một công nghệ nắm bắt chuyển động từ một đối tượng hoặc một người. Chúng được áp dụng vào các lĩnh vực như quân sự, giải trí, thể thao, giải phẫu học và các ứng dụng y tế, hay để tạo tầm nhìn cho robot. Chúng thường được ứng dụng trong các phim hoạt hình và vai trò điện tử, ghi lại các chuyển động của diễn viên và sử dụng các thông tin để áp dụng vào các nhân vật hoạt hình 3D hoặc 2D. Khi công nghệ mocap làm chuyển động của các nhân vật như ngón tay hay mặt, chúng được gọi là chuyển động riêng. Trong quá trình ghi lại chuyển động của diễn viên được ghi rất nhiều lần trên một giây, trong khi đó các kỹ thuật trước đây chỉ sử dụng hình ảnh các camera để tính toán vị trí 3D, thường chỉ nhằm mục đích chụp chuyển động là để ghi lại chuyển động của diễn viên, không xuất hiện hình ảnh của nhân vật. Những dữ liệu hoạt hình này được ráp vào một mô hình 3D hoạt động như diễn viên. Kỹ thuật này được áp dụng vào các phim như Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn và American Pop, và phim được sử dụng cho các bản ráp hình vẽ tay trước đó. Các bạn thấy đấy, để có được một bộ phim hoành tráng đến như vậy thì các nhà sản xuất đạo diễn đã phải dùng tới không biết bao nhiêu là công nghệ, kỹ xảo để đưa được đến tới khán giả những thước phim đẹp nhất, giống thật nhất. Vậy, hy vọng Lion King 2019 sẽ thành công và đem lại một miền ký ức cho những bạn trẻ ngày nay. Hy vọng những thông tin vừa rồi có thể giúp ích cho mọi người có thêm thông tin về bộ phim Vua Sư Tử phiên bản live action. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.